Xin chào toàn thể anh chị, chúc anh chị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Em là Nam, hiện tại thì em đang có mặt tại khu vực thôn Giữa thuộc xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Và ngay sau lưng của em đây đó chính là trường tiểu học Nguyễn Lượng Thái thuộc xã An Bình. Và trong video ngày hôm nay thì em Nam sẽ giới thiệu cho anh chị hai lô đất đã có sổ đỏ nằm tại khu vực thôn Giữa thuộc xã An Bình, có tiềm năng phát triển cực kỳ tốt. Và tốt như thế nào thì em sẽ giới thiệu cho anh chị trong video ngày hôm nay. Và ở đây thì trong khoảng độ tầm 2 đến 3 năm tới thôi thì sẽ có một cái bước thay đổi gần như là lột xác luôn. Và thay đổi như thế nào thì em sẽ giới thiệu cho anh chị sau ít phút. Trước khi giới thiệu về những cái sự thay đổi đó thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về thông tin và thông số của lô đất. Đây là lô đất đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị. Lô đất này có diện tích là 82,6 m². Mặt tiền khá là rộng, lên đến là 5,5 m. Đây là khu vực thửa đất đã được quây bằng những cái dây này khá là vuông vắn rồi. Một mặt thì là cái tường bao đây, và một mặt còn lại thì là cái dây này chạy đến cuối cái cây kia. Khu vực mặt tiền đây là 5 m nha anh chị nhé, 5,5 m. Đấy, tổng diện tích là 82,6 m². Con đường phía trước của lô đất là đường đất, và hiện tại là sẽ được làm thành đường trải nhựa anh chị nhé. Đường này thì có bề rộng là 5 m, cho nên là hai ô tô có thể là thoải mái tránh nhau. Và con đường này thì sẽ được kết nối với cả con đường phía trên kia. Rồi anh chị có thể nhìn phía xa kia là có một con đường chạy ngang như này ạ. Đó. Và con đường này thì khi chúng ta di chuyển theo tay trái sẽ đến con đường trục chính của xã An Bình. Và trong tương lai ngắn thôi, chủ đầu tư ở đây sẽ làm nốt con đường này, sẽ kết nối trực tiếp ra kia. Và toàn bộ khu vực ở đây là đất ở hết anh chị nhé. Hai bên này là đất ở hết, và đây là sẽ là con đường. Rồi, đây là một con đường thứ nhất, và con đường thứ hai của chúng ta nằm ở đây. Ngay phía khu vực ngã ba kia, qua con ô tô kia là một cái ngã ba. Và rẽ bên tay phải chúng ta cũng có thể là ra đến đường trục chính của thôn An Bình. Và rẽ bên tay trái thì là con đường vành đai. Và tiềm năng phát triển nằm ở phía xa kia. Lát em sẽ đi ra trực tiếp em giới thiệu cho anh chị. Máy móc đang thi công ngày đêm. Đây là lô đất thứ nhất. Và bây giờ em sẽ di chuyển ra ngoài lô đất thứ hai cho anh chị nhé. Đây là có một căn nhà được xây dựng lên rồi này. Toàn bộ ở đây là hai bên đất ở hết. Đã có sổ hồng từng lô. Đường thì là 5 m. Ô tô thoải mái tránh nhau. Đấy, anh chị có thể thấy là một chiếc ô tô đỗ cũng chỉ chiếm khoảng tầm 1/2 con đường mà thôi. Đây, đường này là chưa được làm xong, cho nên là anh chị nhìn nó khá là bẩn và xấu thôi. Nhưng mà khi mà làm xong rồi thì chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều. Lô đất thứ hai của chúng ta ở đây. Giá hai lô này cũng chỉ hơn 1 tỷ một chút thôi anh chị nhé. Đã có sổ hồng riêng từng lô. Lô đất thứ hai của chúng ta thì có diện tích nhỏ hơn, 75 m thôi ạ. Điểm đầu thì tiếp giáp với cả cái cọc gỗ đây. Và sang bên này là 5 m. Sâu là 17 m. Xin lỗi anh chị, sâu là 15 m. Tổng diện tích là 75 m². Đây đã có điện nước đầy đủ anh chị nhé. Điểm cuối là tiếp giáp với cả cái tường kia. Đấy, bên khu này là trường tiểu học Nguyễn Lượng Thái này. Đấy, khu vực này chính là trường tiểu học Nguyễn Lượng Thái. Con đường này rất là rộng, 5 m. Ô tô thoải mái đi lại. Và đặc biệt là đường thông. Đi hướng nào chúng ta cũng có thể là về được đến căn nhà của mình. Từ con đường 5 m của vị trí lô đất chúng ta di chuyển ra ngoài con đường trục chính ở đây. Đường này theo thông tin quy hoạch sẽ được lên đến 13 m anh chị nhé. Phía xa kia đó chính là con đường trục chính của xã An Bình. Rẽ bên tay phải chúng ta sẽ giao với đường quốc lộ 17. Và rẽ bên tay trái chúng ta sẽ giao với đường quốc lộ 38. Cực kỳ là thuận tiện. Con đường này trong tương lai sẽ được mở lên đến tận 13 m anh chị nhé. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cái tiềm năng tăng giá của những lô đất tại đây. Con đường này sẽ mở ra rất là rộng, lên đến 13 m. Hai con container cũng có thể là thoải mái tránh nhau. Rồi con đường này sau này sẽ được kết nối trực tiếp ra đường 17 anh chị nhé. 13 m. Anh chị có thể nhìn phía xa kia là một căn nhà đấy ạ. Đấy chính là khu vực đường quốc lộ 17. Tiềm năng tăng giá ở đây là như thế nào? Anh chị nhìn bên tay phải đây, phía xa kia là có những chiếc máy múc đang được thi công. Sẽ có một con đường kết nối trực tiếp ra đường 17. Đây là con đường hiện trạng của thôn, khá là rộng. Đây là con trạng này. Và kết nối với cả con đường này là con đường đi ra đường quốc lộ 17. Và ở đây theo thông tin quy hoạch thì sẽ có một con đường nữa kết nối trực tiếp ra đằng khu vực Đông Côi. Đó, rất là thuận tiện trong việc giao thông. Hiện tại thì ở đây đang chưa có một cái dấu hiệu gì là được thi công, cho nên là rất là tiềm năng cho anh chị. Đấy, phía xa này anh chị có thể là thấy máy móc này, công trường đang thi công này. Đấy, máy múc đấy ạ. Cống rất là nhiều. Và phía xa kia đó chính là trường T36, Công an Nhân dân. Đây là quốc lộ 17. Đấy, những cái hàng cây kia đó chính là quốc lộ 17. Di chuyển theo tay trái chúng ta sẽ về đến Gia Bình, Bắc Ninh. Còn tay phải chúng ta sẽ đến ngã tư Đông Côi. Hai lô đất chỉ có hơn 1 tỷ một lô thôi. Đường trước nhà là 5 mét. Một lô diện tích là 82,6 m2. Và một lô là 75 m. Đã có sổ hồng riêng từng lô. Và anh chị nào mà tài chính không đủ chúng ta có thể vay ngân hàng được. Và con đường phía trước đất là đường thông, cho nên là đi theo hướng nào chúng ta cũng có thể di chuyển được. Và nếu anh chị nào quan tâm đến hai lô đất này thì có thể liên hệ ngay cho em Nam theo số điện thoại 0989 163 130 hoặc truy cập tại website tìm nhà đẹp.net. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.